Sơn Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị vị sư cô, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta học về lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện. Phần này thì rất là nhiều, cho nên chúng ta cố gắng học cho nó xong trong tuần này, để tuần tới chúng ta học vào cái nội dung giáo lý hết sức là căn bản và nền tảng, đó chính là tứ diệu đế. Lịch sử của Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện có thể là quý vị đã từng nghe qua ha. Tuy nhiên trong cái tài liệu này thì chúng ta học để cho giữ cái nền tảng cho hết cái cuốn tư liệu về Phật học phổ thông cuốn 1. Đa phần những Phật tử của chúng ta đó là tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thế thì chí ít mình cũng biết sơ khởi về lịch sử của Đức Phật A Di Đà như thế nào, kinh A Di Đà như thế nào và 48 lời nguyện, để mình nương nơi đó mà có cái phương pháp hành trì. Tuy nhiên quý vị có thể hành trì những phương pháp khác, chứ không nhất thiết phải là chọn một phương pháp nào. Nếu như quý vị đã từng thực hiện những phương pháp khác để mà chúng ta nhiếp tâm chánh niệm tu tập đó, thì quý vị coi đây như là một cái tư liệu cũng cần thiết để cho chúng ta mở rộng cái sự học pháp của mình hầu trọn vẹn trên cái phương diện là pháp môn vô lượng thề nguyện học ha. Tức là Phật pháp vô cùng vô lượng, chúng ta nguyện để mà học hết tất cả. Vậy thì thứ nhất là chúng ta học về Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà, A Di Đà có nghĩa là Amitabha đó. Hán dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ sống lâu không có số lượng. Nói chung là trường sinh, phải không? Tại vì tuổi thọ không có số lượng mà, không có đếm được mà. Mà không có đếm được có nghĩa là không có ngần né, mà không có ngần né có nghĩa là không có cái sự sinh diệt gì cả. Mà cái đó là thể tánh như như rồi. Và đây chính là cái bản tánh chân tâm, cái thật tánh, tức là nó luôn luôn trường tồn mãi mãi với thời gian năm tháng. Cho nên nói là tuổi thọ vô lượng, tuổi thọ không cùng tận, có nghĩa là không có sinh không có diệt. Nếu có sinh thì bắt buộc phải là có diệt, và tuổi thọ đó dẫu cho hàng tỷ tỷ năm thì vẫn là hạn lượng, được chưa? Cho nên là vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ không có hạn lượng. Thế thì bản thân của Ngài đã được cái hán dịch tức là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi thọ này sống lâu vô hạn lượng, ấy, không có số lượng. Vô lượng quang tức là hào quang của Ngài sáng suốt không có lường. Hào quang sáng suốt không lường tức là không có bất cứ một cái gì để có thể cân đo đong đếm được cái tịnh quang như thế này. Tức là ánh sáng tịnh, ánh sáng không có ô nhiễm. Lược sử của Ngài theo như các kinh thì chúng ta được biết, đó là kinh Pháp Hoa, Phẩm Thí Dụ, Hóa Thành có ghi chép Đức Phật A Di Đà kiếp trước á, là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ cái công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, cho nên được thành Phật hiệu là A Di Đà và ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là tài liệu thứ nhất. Tài liệu thứ hai đó là kinh Quán Phật Tam Muội Hải chép rằng đời quá khứ của Ngài là vị tỳ kheo chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương, cho nên được thọ ký hiệu là A Di Đà. Bản thứ ba đó là kinh Bi Hoa có chép vào đời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua chuyển luân tên là Vô Tránh Niệm. Đây là điều mà chúng ta hay nghe đúng không? Là vua Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan đại thần tên là Bảo Hải. Bảo Hải là ai? Là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc bấy giờ đây Ngài là một quan đại thần.
rất là giàu lòng kính ngưỡng. Một hôm nghe Đức Phật Bảo Tạng đến để mà thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần Bến Thành, thì ngài với quan đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất là hài lòng. Lúc bấy giờ thì vua phát tâm để thỉnh Phật và hàng thánh chúng vào ở trong cung đường của mình để mà thuyết pháp và thực hành cái hạnh bố thí cúng dường trọn 3 tháng. Lúc bấy giờ thì Đức Phật đã khuyên vua là hãy phát tâm, phát Bồ Đề tâm để cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm vua đó thì chỉ hưởng được cái phước báu của nhân thiên thôi, nhưng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì lại mang lại sự an lạc cho mình và cho người vô cùng vô tận mà không thể kể đến gì được nữa. Cho nên hãy phát tâm này. Thế thì lúc bấy giờ đây, khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng ra hào quang sáng ngời soi khắp thế giới 10 phương chư Phật, và trong hội chúng này đã thấy Bảo Hải đại thần lúc bấy giờ tâu với vua tránh niệm: nay bệ hạ nhờ oai thần của Phật mà được thấy các thế giới, vậy thì bệ hạ có muốn cầu về cái thế giới nào? Lúc bấy giờ thì vua đảnh lễ và phát nguyện là xin tu hành thành Phật để độ, để có được quốc độ và nhân dân của ngài đều được trang nghiêm và thanh tịnh như là cái quốc độ mà Đức Phật đã hiển bày cho thấy. Lúc bấy giờ do cái nhân duyên đó mà sau này ngài thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là ba cái kinh. Tiếp tục là Đức Phật nói về Phật A Di Đà. Lần đời quá khứ lâu xa, cách đây hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ. Vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thánh Diệu Nhan. Vương hậu sinh ra ba người con, người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Đế Chúng. Khi ấy Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca tức là người anh thứ hai đó, người con giữa, bỏ cái ngôi vinh quý để mà theo Phật xuất gia và được thọ giới tỳ kheo. Phật cho pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thấy không? Ngài Pháp Tạng đối trước Phật và phát 48 lời nguyện rộng lớn độ tất cả 10 phương chúng sanh. Cho nên có nếu có một nguyện nào mà chẳng viên thành thì ngài chẳng thành Phật. Như vậy á thì Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta tất cả về một Đức Phật thuộc về quá khứ. Tất cả những gì thuộc về Đức Phật A Di Đà đều là do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình kể lại. Đức Phật A Di Đà đó không có hiện thân lịch sử như Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật A Di Đà đó là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đã kể về tiền thân của ngài, công hạnh của ngài, hạnh nguyện của ngài cho tất cả chúng nhân ở cái cõi ta bà này. Chứ Đức Phật A Di Đà không có hiện thân lịch sử ở ngay trong đời này, giống như là Đức Phật Thích Ca. Vì nghe nhớ kỹ ha, là bản thân của Đức Phật A Di Đà là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng sanh ở cõi này, để những người nào có căn cơ phù hợp với Đức A Di Đà thì hãy phát nguyện nương theo cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà để mà chúng ta tu tập. Giống như thể là những đức Phật khác, như là kinh Dược Sư, Đức Phật cũng giới thiệu về Đức Phật Dược Sư, ví dụ như thế. Thế thì những cái bản kinh, rất là nhiều bản kinh, có những vị Phật xuất hiện trong những bản kinh đó, nhưng những đức Phật đó không xuất hiện trong cái thời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu về những nhân vật, những đức Phật, những vị Bồ Tát trước Đức Phật, hoặc là đồng thời với Đức Phật, hoặc là tiền thân của Đức Phật đã tu tập, đã chứng đắc, để cho tất cả chúng sanh tùy theo căn cơ của mình mà thực hành theo cái hạnh của một hoặc là nhiều Đức Phật Bồ Tát đó để mà chúng ta tu tập. Thế thì Đức Phật A Di Đà là một trong những vị như vậy, cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Đức Phật và phát ra 48 lời nguyện rộng lớn. Thế thì 48 lời nguyện rộng lớn ở đây là từ nơi một vị Tỳ Kheo trong quá khứ, lúc đó chưa thành Phật, phát nguyện. Vị Tỳ Kheo này tên là Pháp Tạng, được chưa quý vị? Đó, vị này, vị Tỳ Kheo này là tên là Kiều Thi Ca ha. Vào thời của Đức Phật
là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Rồi chúng ta thống nhất tới đó ha. Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà. Như thế thì Đức Phật A Di Đà tiền thân đó là Thái Tử Kiều Thiên Ca, đã bỏ tất cả những cái sự sang quý của cung vàng điện ngọc đó để mà xuất gia tu tập và chứng được quả vị Phật, đó là A Di Đà. Trước khi thành Phật thì ngài đã phát 48 lời nguyện. Thế thì xin thưa là không có Phật Bồ Tát nào mà thành Phật rồi mới phát nguyện, mà tất cả trong cái lúc còn tu tập, còn thực hành hạnh Bồ Tát thì các ngài đã phát nguyện để nương nơi lời nguyện của mình đó mà phát tâm dõng mãnh lên, không có từ nan tất cả những khó nhọc nơi đời sống này. Vì phát nguyện làm lợi ích cho chúng sanh như thế và không từ bỏ chúng sanh như thế, cho nên đạt được công viên quả mãn. Còn nếu chúng ta không phát nguyện thì rất là dễ nản lòng thối chí khi mà mình gặp tất cả những sự trở ngại. Cho nên ngay bây giờ tại đây quý vị cố gắng phát nguyện. Đôi khi chúng ta phát nguyện là đi học Phật Pháp thôi, thì hãy giữ cái ý niệm phát nguyện buổi ban đầu của mình đó, gọi là cái sơ tâm phát nguyện. Mà cái sơ tâm phát nguyện này quan trọng vô cùng. Cần phải mỗi ngày bỏ thêm nhiều vấn đề vào, bỏ thêm cái sự hành hoạt của mình vào, bỏ thêm sự gia trì của mình vào, để cho cái sơ tâm đó nó được lớn mạnh. Chúng ta sẽ học về lục độ ba la mật, tức là sáu pháp ba la mật của hàng Bồ Tát chọn để làm phương châm hành hoạt trong cuộc đời, gồm có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Trong đó có yếu tố của tinh tấn. Và tinh tấn này nó gồm có 5 cái phương diện: sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối và vô túc. Thế thì việc đầu tiên phải là sơ phát, sau đó là gia hạnh, có nghĩa là bỏ thêm vào trong đó những hành động, những việc làm một cách cụ thể. Chứ còn chúng ta phát tâm không á là chưa có đủ. Mình chỉ phát tâm, nhưng mà cái lúc đó mình phát tâm rồi ngày mai cái nó thối chí mất. Cho nên sau khi phát tâm rồi chúng ta phải bỏ thêm hành động vào, gọi là gia hạnh. Gia là bỏ thêm, ví dụ gia vị, tức là bỏ thêm những cái vị vào: vị chua, vị cay, vị đắng, vị ngọt, vị nồng như là tiêu vân đó, để nó có được cái sự vừa lòng vừa miệng của những người. Gia hạnh nghĩa là bỏ thêm hành động vào để cho củng cố cái ý niệm ban đầu, được gọi là sơ phát. Sau khi sơ phát gia hạnh, còn vô hạ, vô hạ nghĩa là không hạ mình xuống. Đừng cho rằng sự phát nguyện của ta là cái gì đó nó đơn sơ, nó giản dị, mà mình hạ mình xuống, mình theo người khác. Đừng thấy rằng người khác phát tâm như vậy cao tột quá, cho nên chúng ta bỏ cái phát tâm của mình mà theo cái phát tâm của người kia. Đâm ra cái chỗ là chúng ta chỉ là đuổi hình bắt bóng thôi, mà không có thực tế. Cho nên năng lực của chúng ta tới đâu, khả năng chúng ta đến đâu, trình độ chúng ta đến đâu, thì chúng ta phát nguyện đến đó, làm theo khả năng của mình. Chúng ta nói rất chậm ha, quý vị cố gắng bỏ vào những cái lời như thế này để chúng ta hành hoạt trong cuộc sống. Đừng có theo ai hết. Năng lực của mình tới đâu thì chúng ta nên lấy cái năng lực của mình ra đó để sử dụng. Đừng ngắm nghía người kia, đừng thấy người kia họ làm hay như vậy đó mà chúng ta bỏ cái công việc của mình chạy tới người kia, đôi khi nó thất bại. Tại vì mình đã tự bản thân mình cho rằng cái công việc của mình để nó thấp, nó hèn, nó không bằng người ta. Nhưng nếu mà chúng ta hướng đến một cách đúng đắn rồi, chấp pháp rồi đó, thì hãy cố gắng. Vô hạ, vô thối, đừng bao giờ thối lui khi mà công việc của mình, sở nguyện của mình chưa có thành tựu viên mãn, không được rút lui. Đó, cho đến lúc nào mà viên mãn thì thôi. Vô thối, vô túc, đừng bao giờ cho rằng có chút xíu thành quả cho nó là đủ. Mà phải đến lúc nào thành tựu tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thôi. Cho nên rất là kinh khủng khi mà chúng ta phát tâm được gọi là yếu tố tinh tấn, mà gọi là tinh tấn ba la mật nữa kia. Cho nên hoàn toàn vượt ra tất cả những giới hạn, và trong nó hàm tàng 5 cái nội dung như vậy đó. Vô túc là đừng có bao giờ cho rằng chỉ có đạt được một chút xíu gọi là đủ. Vô túc là không có đủ. Thiểu dục tri túc đó, tri túc là biết đủ. Nhưng trong cái phương diện này chúng ta không hề tự mãn. Cái biết đủ ở đây gọi là tự mãn, chỉ đạt được một chút ít thành quả thì cho nó đã tự mãn mất rồi. Cho nên chúng ta dừng lại
thì không có đúng. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà để thấy được là sự phát tâm của Ngài chỉ vì sự an lạc và hạnh phúc của tất cả mọi chúng nhân. Phát nguyện thứ nhất là lúc tôi thành Phật, nếu ở trong cõi nước tôi toàn có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Nghĩa là ở trên cái thế giới của Ngài kia không có bóng dáng của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chính vì vậy mà trong kinh A Di Đà chúng ta nghe ở nơi đó có chim nói pháp, nhiệm màu dễ nghe gì vân vân, đúng vậy không? Chim đó không phải là bị nghiệp mà tái sanh vào, mà tất cả đều là do Ngài biến hóa ra. Và tất cả những cái tiếng chim hót kia đều là tiếng pháp. Tất cả tiếng gió, tiếng chim hót đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nội cái yếu tố này không thôi, nếu mà chúng ta giữ tâm niệm của mình là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, chúng ta không thể bước vào mảnh đất của Ngài được. Tại mảnh đất của Ngài không có hạt giống của tất cả mọi ý tưởng, mọi hình hài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các bạn thấy chưa? Cho nên nếu tâm thức của chúng ta trong một ngày có bao nhiêu thời gian nó là địa ngục, có bao nhiêu thời gian nó là ngạ quỷ, có bao nhiêu thời gian nó là súc sanh, có bao nhiêu thời gian nó là người, có bao nhiêu thời gian nó là thiên, là Atula, là Bồ Tát, là Phật á, thì chúng ta cần phải coi nó trở lại. Nếu như nhiều cái thời gian nằm ở trong cái lãnh vực của ganh ăn ghét ở để mà tham sân si muộn phiền, nó rơi vào những cõi dưới, thì rõ ràng không bước lên được địa vị này. Tại vì nơi địa vị đó hạt giống của ba cõi dưới hoàn toàn triệt tiêu, không có bóng dáng ở đó. Cho nên muốn lên được cõi này không phải chỉ có niệm một cách đơn giản mà chúng ta không thay đổi lấy ở bên trong ta. Chỉ dùng cái miệng không cũng chưa đủ đâu, mà tất cả đều phải theo một cái trình tự là thanh lọc từ ở bên trong ra bên ngoài của mình. Nguyện thứ hai, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi sau khi thọ chung mà còn trở lại xa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là hàng nhân và thiên, tức là trời và người, những chư thiên ở cõi trời và của cõi của con người, nếu mà đã vãng sanh được vào thế giới đó rồi thì không còn trở lại trong ba đường ác đạo nữa, tức là không trở lại địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Yếu tố này cũng nói lên được rằng cái chủng tánh ở bên trong đó, cái hạt giống đó không còn nảy mầm cái chủng của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên hai cái câu này thì chúng ta thấy rõ là muốn lên trên cõi của Ngài thì tất cả hạt giống mầm móng của quay lộn trở lại không còn. Để thấy rõ không? Không quay trở lại hàng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu như chỉ trừ có cái hạnh nguyện thôi. Hạnh nguyện có nghĩa là muốn phát tâm trở về lại để mà hóa độ chúng sanh thì có thể thôi, chứ không phải là vì nghiệp mà bị tái sanh trở lại. Cho nên nếu mà không bị nghiệp tái sinh trở lại đó, thì chứng tỏ rằng người đó có năng lực của sự vượt thoát rất lớn, công đức rất lớn, và người đó đã có một tiến trình tu chứng để có thể vượt ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Các bạn thấy chưa? Đó, năng lực là như thế. Cho nên là tuy là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà chỉ để có thể trọn vẹn được thì bắt buộc phải thay đổi từ nơi cốt lõi, chứ không đơn giản là chỉ Nam Mô Di Đà Phật rồi chỉ niệm bằng cái miệng như vậy không thôi á, mà không làm tất cả những việc khác, không tự thanh lọc lấy chính mình thì không có thể nào mà lên được đâu. Nguyện thứ ba, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi thân chẳng có màu vàng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Ý là thân tướng đoan nghiêm, tức là ở nơi đó thân tướng đoan nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đều có đủ. Thân tướng này là thân tướng vàng rồng đó, mà chúng ta hay nghe trong kinh diễn tả đó hả, tất cả những thân tướng của Đức Như Lai là vàng rồng, là trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta đã học về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chưa? Nhưng mà chúng tôi đã nói với quý vị ở trong cái phần văn hóa thiền môn, chúng tôi đã nói là một vị Phật như thế nào, có những cái đức tính gì, danh hiệu ra sao vân vân, thì đã nói cho quý vị rồi ha.
Quý vị nào mà chưa có học cái bài đó thì về coi lại cái chuyên đề là văn hóa thiền môn nhé. Thế thì thân tướng đoan trang, tới lúc đó đó thì thân tướng không phải là đuôi điếc câm ngọng bị những cái chứng bệnh hiểm nghèo như tất cả chúng ta đây. Thế thì chứng tỏ rằng ngay nơi đời sống này chúng ta phải thực tập thân tướng đoan nghiêm, ăn nói, đi đứng, nằm ngồi. À, tức là đi đứng ngồi nằm tứ sự oai nghi ngay trong đời sống này phải gieo hạt chuẩn của thân tướng đoan nghiêm. Chúng ta học cái này đó không phải là chỉ để ít bữa nữa chúng ta vãng sanh lên đó mới được, mà tất cả yếu tố này là yếu tố của nhân và quả. Nếu anh không gieo cái nhân nơi hạt giống từ đời này, anh không có ăn nói đoan nghiêm, không có đi đứng đoan nghiêm, không có nằm đoan nghiêm, không có ngồi đoan nghiêm, thì hạt giống đoan nghiêm không có. Được chưa? Cho nên là tất cả mọi thứ đều theo yếu tố nhân quả hết. Chứ Ngài trong này không có cái lời nguyện nào mà không cần chúng ta làm cái gì mà Ngài đưa tay thì Ngài vớt lên hết. Bắt buộc chúng ta phải dấn thân vào và thay đổi tự bản thân của chính một phàm phu đó, từ ở bên trong lẫn ở bên ngoài. Tức là cái thân tướng đoan nghiêm này là cái gì? Chính là cái mẫu mã hình ảnh. Chứ đừng có nói là cái thân này không quan trọng, đừng có nói là mẫu mã hình ảnh này không quan trọng, đừng nói là áo quần xốc xếp. Ngay cả chư tăng đó, khi mà mang cái chiếc y vô đó là phải chỉnh y thúc đới. Có nghĩa là sao? Phải sửa y, đọc cái bài chú sửa y. Tại sao phải sửa y? Tại giữ cho thân tướng đoan trang. Y bận mà lấm lem bùn đất là cũng bị la, cũng bị rầy. Thở Đức Thế Tôn thì Ngài la những vị tỳ kheo đó rất nhiều. Phải giặt giũ cho sạch sẽ, ở phải cho sạch sẽ, và phải sửa cho ngay ngắn đàng hoàng. Cho nên đối với lại thanh văn đó, tức là người mà thọ giới tỳ kheo, đuôi, điếc, câm, ngọng, què, tất cả đều không được thọ giới tỳ kheo. Sau khi thọ giới tỳ kheo rồi, có thể vì đó bị cái tai nạn này, bị tai nạn kia dẫn đến đuôi, điếc, câm, ngọng, v.v. thì được. Nhưng mà trước khi thọ giới tỳ kheo mà hỏi người đó có những cái nạn đó không, có đuôi không, có điếc, có câm, có ngọng không, có bị nửa nọ nửa kia không, mà nếu mà bị là không được thọ giới tỳ kheo. Để chi vậy? Tại vì gieo hạt giống chủng tử của Như Lai, thay mặt Như Lai ở nơi cuộc đời này, người đó phải có thân tướng đoan trang đó. Cho nên quan trọng ghê lắm. Nhưng mà thọ giới Bồ Tát lại khác. Giới Bồ Tát là tất cả đều thọ, kể cả quỷ thần, kể cả tiên thiên, kể cả loài động vật, kể cả loài súc sanh. Hễ bất cứ ai nghe được lời truyền giới của giới sư, hiểu rõ được điều đó để phát tâm gìn giữ, thì người đó đều đắc giới hết. Rất khác nhau. Thanh văn của Bồ Tát rất khác nhau. Bồ Tát thì chư tăng cũng được thọ, mà Phật tử cũng được thọ luôn. Và giới của Bồ Tát là ai truyền? Thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni truyền. Hàng chư tăng không được truyền giới Bồ Tát. Quan trọng ghê lắm á. Cho nên là không có giỡn. Cho nên khi chúng ta học sâu vào một chút á, thì mình sẽ thấy được rằng rất quan trọng về tánh và tướng. Tánh tướng quan trọng ghê lắm. Chứ nếu mà thân tướng này không đoan trang, không chuyển tải được nội dung đó. Cho nên chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn cũng đã từ bỏ 6 năm khổ hạnh rừng già à? Vì cái thân tướng đó không thể nào mà Ngài có được cái sức lực của cái sự minh mẫn trí tuệ để vượt thoát trên. Cho nên giữ cái yếu tố trung đạo và phải đoan trang thân tướng rất quan trọng. Cho nên trong này chúng ta thấy rõ, sanh vào trong cái thế giới của Ngài rồi, thân tướng tất cả đều tốt đẹp hết, để cho biết được rằng y báo và chánh báo đó là trang nghiêm. Không có tất cả những yếu tố của cái gì mà mang cái yếu tố xấu ở nơi cái thế giới kia hết. Thế mới gọi là cực lạc, tức là tốt đẹp tột cùng. Đã. Nguyện thứ tư, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân dân trong cõi nước của tôi, thân hình mà có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau á, thì tôi chẳng ở ngôi chánh giác. Tương tự như thế. Các vị thấy không? Tất cả thân tướng đều đồng nhau hết. Thế thì thân tướng đồng nhau ở đây, tức là chỉ cho cái yếu tố là không hề có cái gì sai chạy giữa người này nó khác với người kia. Mà nếu không có sai chạy giữa người này khác người kia, thì bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nè, chị khác tôi khác người kia, người nọ khác nhau, là do vì vọng tâm sai biệt mà nhìn ngắm nó khác nhau.
vậy thôi. Đó, rồi tôi thấy người này khác, tôi thấy người kia khác, tôi thương người này, tôi ghét người kia, do vọng tâm sai biệt mà nhìn ngắm nó khác nhau. Nguyện thứ năm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi chẳng có túc mạng thông. Đây tức là nói tới yếu tố của ngũ thông đây. À, chỉ trừ lậu tạng thông là không chính thôi. Còn tất cả những cái thông khác, thứ nhất là túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc mà trăm nghìn ức na do tha kiếp, tức là vô số kiếp á. Na do tha này tức là 100 vạn. 100 vạn, vạn là bao nhiêu? 10.000. Ít nhất á, là cái người này biết được những việc mà xảy ra hàng tỷ kiếp thời tôi không ở ngôi tinh gia. Tức là người này có túc mạng thông. Túc mạng thông tức là thần thông, có thể biết được hàng kiếp trước của mình. Túc là trước ha? Túc nghiệp tức là kiếp trước, biết được cái kiếp trước của mình. Túc là chân, nhưng mà túc nghiệp thì là cái nghiệp trước, chứ không phải là cái nghiệp ở chân, nghe không? Đó. Biết được tất cả những cái hành nghiệp của mình kiếp trước. Thế thì kiếp trước này trải không phải là kiếp vừa mới trước, mà hằng hà cái kiếp trước nữa kia. Biết rất rõ người đó sinh ở đâu, sinh ở chỗ nào, sống làm cái gì, bao nhiêu tuổi chết, bao nhiêu tuổi lấy chồng, lấy ai, lấy người nào, sinh bao nhiêu con, v.v. đều biết hết tất cả các túc nghiệp của mình. Thứ hai, nguyện thứ sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi chẳng đặng thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật thời tôi không có ở ngôi chánh giác, tương tự như vậy, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông có nghĩa là thần thông để có thể nhìn thấy được xa, rộng mà không bị ngăn ngại. Ở đây con mắt của chúng ta có thể nhìn xuyên vách tường không? Không. Cho nên là bị ngăn ngại. Còn khi mà chứng thiên nhãn thông thì có thể nhìn xuyên suốt, không có ngăn ngại, đến trăm ngàn ức số kiếp của thế giới, của thiên hà. Nguyện thứ bảy là nói về thiên nhãn thông, có nghĩa là có nghĩa lắng nghe. Đây là ngũ thông đó ha. Nếu tôi lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi, đây này hồi nãy đạo hữu hỏi đó, chúng ta thấy nè, nhân thiên hạng này đâu phải là người mà giác ngộ giải thoát đâu, tức là chưa phải là người đạt đến rốt ráo viên mãn, thấy không? Thế thì hàng nhân thiên này nè, đã được vãng sanh vào thế giới của ngài, thì người đó còn phải tu tập tiếp. Nhưng mà các vị biết á, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình á, sau khi mà ngài học đạo với lại A La Lam và Úc Đầu Lam Phất, các vị biết không này chứ, lịch sử của Đức Phật các vị biết không? Người thầy đầu tiên là A La Lam, người thầy thứ hai là Úc Đầu Lam Phất. A La Lam dạy cho ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Úc Đầu Lam Phất là thầy của A La Lam, dạy cho ngài chứng được phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Được chưa? Thế thì ngài đã chứng được từ sơ thiền cho đến phi, phi tưởng xứ, tức là chín tầng thiền. Chín tầng thiền này nằm ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế thì đây này, người này chứng được thiên nhĩ thông, có nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình sau khi mà đã học thiền với tất cả những cái vị A La Lam, Úc Đầu Lam Phất đó, cũng tới khả năng này để chứng. Và cái vị A La Lam và Úc Đầu Lam Phất kia chứng cũng ngũ thông là y như vậy, nhưng mà giới hạn của các ngài là chưa vượt ra khỏi tam giới. Sau đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thấy được rằng chứng tới phi tưởng phi, phi tưởng xứ rồi á, thì vẫn còn sự giới hạn, vẫn còn giới hạn, cho nên ngài mới từ bỏ Úc Đầu Lam Phất để ngài tiếp tục con đường thiền định. Và khi ngài thiền định như vậy, ngài chứng được diệt thọ tưởng định. Khi ngài chứng được diệt thọ tưởng định thì trời người sáu diệu vang động. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất á, là khi ngài vừa mới đản sanh. Tất cả sáu diệu vang động có nghĩa là bốn phương đông tây nam bắc và phương trên phương dưới là sáu diệu vang động rung chuyển. Lần thứ hai là khi ngài chứng được diệt thọ tưởng định, là thêm một lần nữa
Đó, và khi chứng được diệt thọ tưởng định rồi đó, thì lúc bấy giờ Ngài mới bắt đầu quán chiếu và diệt trừ kiết sử của phiền não để chứng túc mạng minh. Sau khi chứng túc mạng minh xong rồi, Ngài diệt trừ kiết sử phiền não vi tế vô minh để chứng thiên nhãn minh. Sau khi chứng thiên nhãn minh xong rồi, Ngài mới quán sát nhân duyên để mà độ cho mình và cho tất cả chúng sanh đều đạt đến yếu tố rốt ráo viên mãn, khám phá ra con đường của tứ diệu đế, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là niết bàn, đâu là con đường đưa đến niết bàn. Lúc bấy giờ Ngài chứng lậu tận minh, tức là tam minh, được chưa? Và chứng tam minh cộng với lục thông thì hoàn thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, rất là căn bản. Cho nên đây là cái hết sức là căn bản để mà chúng ta thấy được rằng hàng ngoại đạo người ta chứng được ngũ thông, chỉ trừ lậu tận thông không chứng được thôi. Thế thì chứng tới thiên nhĩ thông là có cái khả năng để có thể nghe tất cả, thọ trì tất cả những lời thuyết pháp của trăm nghìn ức Na Do Tha Đức Phật. Nguyện thứ 8, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi chẳng được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức Na Do Tha thế giới, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Tha tâm thông có nghĩa là biết lòng của kẻ khác, biết ý niệm của người khác, của hằng hà sa thế giới kia. Còn bây giờ chúng ta ngồi sát bên để có biết lòng nữa không? Đồng sàng mà nhỉ, dĩ mộng nằm sát một bên đó thôi, nhưng mà ảnh nghĩ cái gì ông trời mới biết, còn mình thì chịu. Rõ ràng là như thế đó, cho nên chúng ta không có chưa chứng được cái yếu tố này ha. Nguyện thứ 9, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm ít nhất là đi qua khỏi trăm nghìn ức Na Do Tha thế giới, thời tôi không phải ngôi chính giác. Thần túc thông có nghĩa di chuyển trong tích tắc, có thể đi qua hàng hà sa thế giới. Người nào có thần thông cũng chưa phải là giải thoát và giác ngộ. Quan trọng như vậy. Cho nên có một lần nọ, Đức Phật đi tới một cái con sông đó, thì anh ngoại đạo này anh ta bẻ cái nhánh lâu và thả xuống dòng sông, sau đó là anh ta đứng lên cái dòng sông đi qua bên bờ bên kia. Thế là anh qua bên bờ đó, anh ngạo nghễ đứng anh đợi Phật, mà trong khi đó Phật thì vẫn kêu đò đi qua thôi. Qua đó anh nói chứ trời ơi, ông dở quá, dở hơn tôi rồi, tôi chỉ cần bẻ cây lâu thảy xuống mà đi qua thôi. Phật mới hỏi chứ anh học cái chiêu thức này là bao nhiêu năm vậy? Anh nói tôi học 30 năm. Đức Phật nói là ta tốn có 5 xu là đi qua được rồi, khỏi cần 30 năm. Thì rõ ràng nó là như vậy. Nếu mà có thần túc thông thì vẫn chưa đạt được yếu tố của giác ngộ và giải thoát, vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si đầy dẫy. Cho nên ai trong chúng ta có thể biết lòng người khác, có thể đi được trên mây, có thể độn thổ xuống đất, vẫn không có gì quan trọng. Nha? Đừng thấy cái người kia họ có một chút ít thần thông rồi chúng ta bỏ cái đạo mà chúng ta đang đi để đi tới kia mà quy y với họ. Nhớ kỹ điều này ha, chúng ta dặn ha. Nếu không là chúng ta lầm đường lạc lối chết luôn. Đừng nhìn cái mẫu mã hình ảnh kiểu cách bên ngoài để chúng ta tự đánh mất đi khả năng tuyệt vời của mình, mà cái đó không có là gì cả. Nếu chúng ta tu một cách ngon lành thì cái này là điều tất yếu sẽ xảy ra. Thứ 10, nguyện thứ 10, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Nên là tham về thân thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mình có tham không? Tham về cái thân này, này ai đụng một tí cũng la làng la xóm, mà nó chưa đụng nữa nó chỉ có chửi thôi. Nó chưa đụng thân, phải không? Nó đâu có đụng gì tới đâu, nó đâu có tới mà nó xẻo lỗ tai, nó xẻo lỗ mũi, nó déo mình, hoặc là nó lấy tim gan phèo phổi gì đâu, mà nó chỉ là đứng bên kia nó nói thôi mà chịu hết nổi rồi. Thế thì rõ ràng rằng chúng ta rất khó được yếu tố này, quan niệm về tham chấp lấy thân. Vì chấp lấy thân cho nên người ta nói cái gì đó mình đụng chạm, mình cho rằng tôi là phải như thế này, tôi là phải như thế kia mới được. Chứ còn nó dám xúc phạm tôi là cái gì mà nó không xúc phạm? Thấy vậy không? Tôi là cái gì đây? Toàn là đậu hũ, dưa leo, cơm, gạo, canh, rau gì đó, rồi hít thở không khí, rồi nuôi cái thân này nó vậy thôi. Cái gì đâu mà quan trọng dữ vậy?
Nguyện thứ 11. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi chẳng trụ định tu nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Không có đợi tới đó mới tu, mới nhẫn, mới định, mà ở ngay đây để có thể lên được đó, đó thì cái sức mà chúng ta có thể tu nhẫn, cái sức tu định bắt buộc nơi đây cần phải có. Đó, cho nên từ ở bên kia mà suy ra bên này, từ bên này mà lễ hay làm hạt giống như bên kia là tất cả đều phải có. Cho nên ở tới cõi nước đó đó, không phải là thành Phật ngồi đó mà không chơi đâu, mà tu chết bỏ luôn. Tu định, tu nhẫn, còn tu nữa, tại vì hàng nhân thiên mà, chưa phải là rốt ráo thiên mà. Cho nên đừng có nghĩ là bước lên cõi cực lạc rồi sẽ thành Phật nha. Không hề có yếu tố đó đâu. Lên đó là tu đời đời kiếp kiếp nữa đó. Nguyện thứ 12, lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn có hữu hạn, ít nhất là chiếu thấu đến 100.000 thế giới, thời tôi không đợi ngồi chánh giác. Có nghĩa là ánh sáng của Đức Phật này còn có hữu hạn. Tức là Ngài phát tâm vô hạn lượng mà. Tại vì Ngài là vô lượng quang mà. Vô lượng quang thì đương nhiên nó không có hạn lượng. Mà cái quang minh này mà còn có hữu hạn thì làm sao gọi là vô lượng quang được. Chính vì lẽ đó mà câu nguyện này đáng lý ra Ngài cũng không cần đặt ra làm gì. Tại vì bản thân nó là đã là vô cùng vô tận rồi, đã rốt ráo viên mãn rồi. Cho nên yếu tố này đây là chứng tỏ được rằng Ngài không có hữu hạn. Không có hữu hạn có nghĩa là không có cân đo đong đếm mường tượng để mà giới hạn được đó. Cho nên là nó bao phủ bao trùm, không phải ở đây mới có, ở chỗ kia không có, mà tất cả đều có thể có hết. Nguyện thứ 13, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn thì ít nhất cũng đến 100.000 ức na do tha kiếp, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Thì hồi nãy chúng ta nói rồi, Ngài là vô lượng, bỏ lượng vô lượng thọ, có nghĩa là thọ không có giới hạn, không có hạn lượng. Thế thì cái này cũng giống như câu trên, vô lượng quang và vô lượng lượng thọ. Và hồi nãy chúng tôi nói na do tha, na do tha kiếp. Na do tha tức là bằng 100 vạn, 100 vạn thì nó là 1 tỷ kiếp đó. Nguyện thứ 14, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đến biết được số bao nhiêu á, giàu số đó là vô lượng bích chi Phật, đồng tính đến trong 100.000 kiếp, thời tôi cũng không ở ngôi chánh giác. Chứng tỏ rằng cái chúng thanh văn mà Ngài độ trong cái cõi nước của Ngài, đến được cõi nước của Ngài và vào trong cõi nước của Ngài là không có hạn lượng. Kể cả hàng, kể cả vô lượng bích chi Phật, tức là chưa thành Phật, vô lượng bích chi Phật này đồng tính đến trong 100.000 kiếp cũng không thể nào biết được luôn. Cứ 1 triệu mà đọc 1 tỷ. Nhưng mà ở đây nè, đó là con số này đó, nó là 1.100.000 ức. Đây nè, 100.000 ức na do tha. Nổi cái na do tha này, cái này là na do tha này, thấy không? Thì mình phải thêm vô lượt là 100.000 ức của cái này nè, của con số này, được chưa? Cái na do tha này là 1 triệu, na do tha là 100 vạn, 100 vạn thì nó là 1 triệu, được chưa? Thế thì 100.000 ức na do tha tức là 100.000 triệu kiếp, 100.000 ức triệu kiếp. Cho nên là mình thấy đó, cái số lượng này quá trời quá đất, không có thể nào mà tính đếm được. Có nghĩa là sao? Thọ mạng của Ngài, cái này có nghĩa là sao? Thọ mạng của Ngài không có hạn lượng đó. Thọ mạng của Ngài không có hạn lượng, ít nhất là cũng đến bấy nhiêu đây nè, kiếp nè, tức là Ngài sống bấy nhiêu đó. Ngài sống là 1.100.000 ức kiếp, ít nhất là vậy. Thế thì nó mới là vô cùng vô tận, thấy chưa? Rồi tiếp tục. Cho nên là những cái số thanh văn, tức thanh văn là gì? Thanh là âm, thanh văn là nghe. Cái số người mà dựa trên yếu tố nghe để tu tập á, số lượng đó nó không có tính đếm được.
nhiều vô cùng. Cho nên ở cái quốc độ của Ngài, cái cõi Cực Lạc của Ngài đó, dành cho hạng thanh văn tu nhiều ghê lắm. Cho nên lên đó còn tu nữa. Nguyện thứ 15: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ những người có bổn nguyện riêng. Bổn nguyện riêng có nghĩa là phát tâm để mà trở về lại, trở xuống lại, để mà độ cho người bà con dòng họ của mình, người yêu của mình, chồng mình gì đó, thì ngoài cái bổn nguyện riêng đó thì thôi, thời tôi không có ở môi chánh giác. Có nghĩa là thọ mạng của người ta cũng vô hạn luôn. Nguyện thứ 16: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không có ở môi chánh giác. Chúng ta thấy rõ ràng không? Ở trên cõi nước đó là chim nó còn nói tiếng Pháp nữa, mà làm gì có cái chuyện mà tham sân si nói lời bất thiện. Ngôn ngữ mà không thanh tịnh, cái miệng không thanh tịnh thì không thể sinh ra được cái công đức để mà vãng sanh vào thế giới kia. Cho nên ở tại đây bây giờ là phải để cái miệng này niệm Phật thôi, để cho nó thanh tịnh. Chứ nếu mà để cái miệng này mà niệm cái chuyện chi khác, để nói chuyện chi khác, làm những việc khác, thì rõ ràng cái miệng không thanh tịnh, không gieo hạt giống thanh tịnh của cái niệm, thì không thể vãng sanh vào thế giới của Đức Phật A Di Đà được. Nguyện thứ 17: lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật thập phương thế giới chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Chính vì vậy mà chúng ta mới có phương pháp này, nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình xưng tán ca ngợi Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Đức Phật A Di Đà, để làm phương tiện cho những chúng sanh nào thích hợp với Ngài thì được biết Ngài. Đó. Nguyện thứ 18: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm kính mộ, muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm. Nếu không sanh được, nếu không được sanh á, thời tôi không có ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy bán chánh pháp. Có nghĩa là không có niềm tin trong chánh pháp. Thế thì ai trong chúng ta mà chỉ đợi đến 5-10 phút cuối cùng rồi kêu thầy tới để mà niệm dùng cho vài câu niệm Phật để mà vãng sanh, rất khó. Lúc đó làm sao để có thể làm cho quý vị có sẵn cái hạt giống chánh pháp, niềm tin chánh pháp, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Có nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm tí, niệm thiên. Làm sao có 6 cái yếu tố niệm này để người đó có làm hạt giống để mà tin tưởng, để mà đi. Hay là lúc đó người đó niệm con, niệm chồng, niệm vợ, niệm tiền bạc, niệm tham dục, niệm ái luyến, niệm đau đớn, tất cả những cái niệm đó nó vỗ bay. Cho nên rất khó. Và 10 niệm này phải là những, thật ra một niệm mà chí tâm thôi đã khó rồi, chứ đừng nói chi 10 niệm chí tâm. Bây giờ mình thấy rõ ràng mình đang còn sống đây nè, đừng nói chi mà lúc chết. Lúc chết là muôn trùng sự khó khăn trong thân thể. Cái này nó phân tán, cái kia nó phân tán. Mình bây giờ để mình thở mà không ra hơi là mình đã mệt rồi, chứ đừng nói chi mà lúc mà mình mệt như vậy rồi á, thì mình có thể nhiếp tâm chánh niệm được không? Mình có thể giữ tâm hồn thư thái được không? Mình có mặc kệ cái đau đớn này được không? Không. Vậy thì làm sao mà tới cái lúc mà anh đau đớn khổ sở cho đến chết, người ta bóp cổ anh cho đến chết, mà anh còn chánh niệm tỉnh giác để nhớ tới Phật, mà niệm 10 danh hiệu Phật? Các vị thấy nó khó tới mức độ nào không? Cho nên để có thể niệm được 10 danh hiệu Phật trọn vẹn cái ý nghĩa như thế này, thật ra chúng ta niệm cả đời chưa chắc đã được, chứ đừng có nói. Không có dễ tí nào hết. Trọn niệm đó hả? Và cái niệm kia không có tạp loạn, cái niệm kia giữ những cái ý niệm rất là rõ ràng về vấn đề mà chúng ta đã tu tập, về Phật. Và phải nhớ tới Ngài như thế nào, hình bóng của Ngài ra sao, chí tâm như thế nào, trải qua khoảng một thời gian thực tập lâu xa mới có được. Còn không có yếu tố thực tập, mình nhắm con mắt lại là mình nhớ chuyện gì khác hơn. Những cái chuyện mà chúng ta hay làm trong đời sống này, cái gì mà mình tiếp xúc thường xuyên nhất chúng ta sẽ nhớ nhất. Ví dụ như chúng ta có nhiều người bạn, những người bạn nào mình gặp nó thường xuyên đó, thì mình nhớ mặt mũi nó, nhớ tên tuổi nó. Những người nào mà 20-30 năm nay á, mình không có còn liên lạc với nó nữa, đôi khi chúng ta không nhớ tên nó, không nhớ tuổi nó, không nhớ ngày tháng năm sinh nó, không nhớ mặt mũi nó ra thế nào. Có nghĩa là ông bà mình nói câu gì hay lắm, xa mặt cách lòng.
Nếu mà chúng ta hàng ngày mà không chuyên niệm danh hiệu của Ngài, không nhớ tưởng tới Ngài, thì tới cái lúc đó làm sao mình có khả năng để có thể nhớ nghĩ được một cách trọn vẹn. Cho nên để có thể thực tập được điều này là tại đây bây giờ, tất cả đều theo cái lý nhân quả hết, là phải tròn đủ như thế nào. Hạt giống á, nó gieo nó phải tròn đủ ở bên trong. Tuy nó cũng hạt giống nhưng có những hạt giống lép. 19. Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước của tôi, đến lúc lâm chung nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân đến trước người đó thời, tôi không phải ngồi chính giác. Điều này là guarantee của Ngài. Nếu như chúng ta thập phương chúng sanh và phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, rõ ràng không phải chỉ có niệm không. Phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm là cái gì? Bồ Đề Tâm là cái gì mà quan trọng đến mức độ như vậy? Đó là tâm yêu thương, tâm biết xúc động, tâm biết lo lắng, tâm như thể là người mẹ chăm đứa con thơ dại mới sinh của mình. Thế anh đối xử với chúng sanh có giống như là mẹ mà chăm đứa con mới sinh của mình không? Không, mình trơ trơ trẻn trẻn à. Thấy nó kệ nó, chịu nó, thấy chuyện của mình. Đó, mình thương chúng sanh đâu có phải như mẹ hiền thương con dại đâu. Rõ ràng tu các công đức, anh có tu các công đức không? Rồi, anh có phát nguyện để sanh về cái cõi nước này không? Có cảm mới có ứng nè, có nhân mới có quả đó. Anh không phát nguyện sanh về mà anh đợi tới lúc mà anh ngáp ngáp rồi cái anh mượn tới kêu dắt anh đi, làm sao mà dắt nổi. Anh phải phát nguyện, phải điêu ấp từ ở bên trong cho đến lúc lâm chung. Hàng ngày không làm mà đợi tới lúc lâm chung sao được. Cho nên cái điều này anh phải phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức nguyện sanh về cái cõi nước của tôi cho đến lúc anh chết kìa. Rồi đó, thì Ngài sẽ đến. Nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi, tu các công đức chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được tội nguyện thời tôi không ở ngôi chánh giác. Đọc cái này chúng ta thấy rất rõ rồi, thấy không? Còn gì nói nữa không? Đâu có đơn giản như vậy. Chuyên nhớ tới cõi nước của tôi, tu các công đức chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước của tôi. Bây giờ tới cái lúc mà mình sắp sửa mình đai đó, ngay cả chưa nó đai chi cho mất công nó xa rồi, ngay lúc còn sống nè, anh có lúc nào anh chí tâm mà anh nhớ cái cõi nước của tôi không? Anh có tu tất cả những công đức lành không? Anh có làm bất cứ mọi việc gì anh chí tâm hồi hướng không? Vậy mà anh kêu tôi rút anh về là làm sao? Đơn giản vậy thôi, để chúng ta thấy được rằng không có dễ đâu nha. Đừng có nghĩ nó đơn giản mà chúng ta cho rằng pháp môn tịnh độ là nó dễ tu, ai cũng tu được hết. Muốn tu được mà tu cho ngon lành, nó tu ra cũng tu được, đúng rồi đó. Đúng, cái gì ai cũng tu được hết đó. Nhưng mà vấn đề là kết quả đó sẽ thành tựu bao nhiêu đó thì còn tùy theo cái năng lực mà chúng ta đã đặt hết ý tưởng cho nó hay chưa, nguyện vọng cho nó hay chưa. Nói chung là học ai cũng học được hết á. Nhưng mà học để ứng dụng thực tập như thế nào lại là rất khác. Nguyện thứ 21. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi tất cả chẳng đủ, đây 32 tướng tốt của đại nhân á, tức là đại trượng phu đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác, giống như những cái kia thôi. Hồi nãy chúng ta đã nói là thân tướng đoan trang, thân tướng đoan nghiêm đều cùng một thân tướng tốt đẹp, không có đuôi điếc câm ngọng, tất cả những cái kia thì đây nè, 32 tướng tốt đây của đại nhân, tức là bậc đại trượng phu, sống ngon lành trong cuộc đời này về thân tướng cũng như ở trong cũng như ở ngoài, nội tâm bên trong không có tất cả những yếu tố của chúng sanh, của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và cái ở bên ngoài cũng thân tướng đoan nghiêm tốt đẹp. Nguyện thứ 22. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bậc nhất sanh bộ xứ, tức là tu đến cái mức độ nhất sanh bộ xứ, có nghĩa là một đời bộ xứ. Một đời bộ xứ là sao? Giống như Đức Phật Thích Ca được bộ xứ trở về thế giới của Đức Phật A Di Đà, trở về thế giới Ta Bà để
Ngài hóa độ chúng sanh và thành Phật. Thế thì ở cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó không phải thành Phật, mà anh phải tu cho đến hàng nhất sanh bổ xứ, sau đó rồi thì trở về đây làm lợi ích chúng sanh, rồi anh sẽ thành Phật từ cái cõi này, chứ không phải ở cõi đó thành Phật đâu. Cho nên không có Đức Phật nào thành Phật từ cái cõi của cực lạc hết. Mà có thể nói được rằng ở nơi cái thế giới ta bà này là Đức Phật, các Đức Phật thành Phật. Vì sao? Vì ở đây có chúng sanh đau khổ, ở nơi đó nó không cần, ở nơi đó nó sung sướng quá, ở nơi đó nó có đầy đủ phước báo nhân thiên rồi. Đó, cho nên ở đây có thể nói được rằng chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát Phật là hoa và trái. Nếu không có chúng sanh sẽ không có Phật và Bồ Tát, trừ người nào có bổn nguyện riêng, không tính. Vì chúng sanh tự tại hóa hiện, vì chúng sanh mà phát thệ nguyện tu các công đức. Từ nãy giờ chúng ta lập cái từ này bao nhiêu lần rồi ha? Tu các công đức, đừng có nghĩ là chỉ có tu trí tuệ không. Không có công đức thì không có thể nào mà làm được những cái việc gì hết. Ngay cả chúng ta sống đây còn được ngày nào có nghĩa là còn có phước đức của mình. Mà một ngày chúng ta sẽ xài hết cái phước đức đó. Độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu hạnh, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều vững nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đại nguyện phổ hiền. Nếu chẳng như thế thì tôi chẳng đẳng vô chánh giác. À, tu học và tu tập đại nguyện phổ hiền ha, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật tụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả khổ giai hồi hướng. Cuối cùng đi đến cái yếu tố của hồi hướng cũng phải học nè, phải không? Rồi phải tùy thuận chúng sanh nó muốn cái gì nè đó, rồi phải làm tròn đục đó chung. Cần phải nhiều vô cùng chứ phải là đơn giản đâu, nên đừng có nghĩ nó đơn giản nha. Phải thừa sự thập phương chư Phật. Thừa sự thập phương chư Phật có nghĩa là sao? Có nghĩa là kế thừa cái sự nghiệp của chư Phật mười phương. Thừa sự thập phương chư Phật là như vậy đó. Nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn. Nếu không đi khắp vô lượng vô số na do tha thế giới thời tôi không ở ngôi chánh giác, có nghĩa là đến lúc đó đó thì tất cả cái thần lực của Phật đã giúp cho những cái vị mà tu tập kia có cái thần lực rất lớn để có thể đi qua các quốc độ của Phật, đi qua đi về để mà cúng dường, để mà học hỏi Phật pháp rất là tuyệt vời. Công đức của cái quốc độ đó giống như thể là chúng ta ở Mỹ này nè, là mình hồi lên Việt Nam chúng ta nói cho trời ơi ao ước gì nhìn lên trời thấy cái chiếc máy bay, ước gì ngày nào đó chúng ta được ngồi lên đó để cho nó bay. Bây giờ qua đây đi đâu cũng đi nó bay hết trơn, tại vì cho nó xa quá xa mà nó trở thành một cái phương tiện không thể thiếu trong đời sống của con người ta. Tại vì sao? Nó chỉ là một cái phương tiện di chuyển thôi. Thế thì cũng như vậy đó. Ở cái quốc độ mà chư Phật ở quốc độ này, chư Phật ở quốc độ kia, đi phi thuyền là nếu mà đi phi thuyền nhanh đó, thì chắc cũng khoảng là dài chục năm ánh sáng. Mà dài chục năm ánh sáng như vậy thì thôi chứ không phải là một phương tiện di chuyển tuyệt vời. Thế thì ở những cái quốc độ này nó di chuyển kiểu khác, nhờ thần lực của Phật mà chỉ trong khoảng bữa ăn là có thể tới được quốc độ khác rất nhanh. Nguyện thứ 24, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác, nghĩa là muốn gì được đâu. Muốn cúng cái món gì là do cái thần lực của Phật, do cái phước báu của mình đầy đủ, mà mình có được yếu tố này. Nguyện thứ 25, cho nên ở cái chỗ này là chúng ta hay nghe cái câu đó là khi ăn cơm ngọc mặc thì áo châu, không đau, không ốm, không sầu, không già, không chết, không có đau luân hồi,
không? Đó, các bạn sáng rồi đó. À, có một câu đó là ăn không cần phải rửa đó. Sướng quá. Thế thì đó là ăn đồ giấy. Không cần phải rửa. Nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước của tôi không được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nhất thiết trí đó là trí của Phật. À, tức là một trí thôi, một cái trí tuệ siêu xuất này. Cho nên bây giờ đó mình có nhiều trí lắm ha. Trí này phàm phu chấp nhất rồi keo kiệt bỏng sản tị hiềm, không có nhất thiết trí mà hàng tỷ cái trí. À, nhưng mà khi mà đến đó rồi thì chỉ nhất thiết trí, tất cả trở thành một mối. Nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước của tôi không được nhất thiết trí thì tôi cũng ở nơi chánh giác. Nguyện thứ 26, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cang, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là thân bất hoại, na la diên là bất hoại, thân kim cang bất hoại, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 27, lúc tôi thành Phật thì trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất là tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Nếu có biết dân số các đồ vật ấy được một cách rõ ràng thì tôi không ở ngoài chánh giác. Chứng tỏ là tất cả những vật dụng đều siêu xuất, không có thể tính đến biết được, dù là người đó chứng được thiên nhãn luôn. Nguyện thứ 28, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước của tôi dầu là người ít công đức nhất, còn ít công đức nhất có thể như thế nào, chẳng biết được cõi cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần vô lượng quan sát, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là tất cả mọi người đều biết được cây bồ đề ở nơi đạo tràng của Phật á, của Phật ngồi á, ở nơi đó đó, nó là cũng vô lượng sắc quan. Có nghĩa là những cái gì mà liên quan tới cái Đức Phật tu tập đều mang cái ánh sáng của vô lượng hết, mà ai cũng có thể biết được hết, chứ không có ai là không thể biết được. Nguyện thứ 29, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu trì thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng có trí tuệ biện tài, thời tôi không phải ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là đến đó rồi thì trí tuệ biện tài phải có, cho nên ở đây phải xây đắp nền tảng yếu tố của trí tuệ biện tài bằng phương pháp phổ hiền hạnh nguyện, phải học, không thể từ bỏ được. Cho nên chẳng những chúng ta niệm Phật mà không chịu học Phật ta nha, bắt buộc phải học đó, không học không biết được đâu. Nguyện thứ 30, lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là Bồ Tát ở trong cõi nước tôi là biện tài vô hạn, không có ai hạn lượng được cái biện tài đó hết. Nguyện thứ 31, lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới của mười phương, như là thấy mặt mình ở trong gương sáng. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Tức là mọi cõi nước của tôi thanh tịnh, các nơi đều có thể nhìn thấy được tất cả vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương. Bất khả tư nghị là sao? Là không thể hiểu nổi. Bất khả là không thể, tư nghị có nghĩa là tự bản thân mình suy nghĩ nghĩ ngợi được. Bất khả tư nghị dịch một cách đơn giản hơn đó là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ nổi, không thể hình dung ra nổi, không thể tưởng tượng được đó. Nguyện thứ 32, nếu tôi thành Phật, trong cõi nước của tôi từ mặt đất tràn lên đến hư không, lầu nhà cung điện nước hoa cây, tất cả vạn vật đều vô lượng chất báu, trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành, vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi hương xông khắp thập phương thế giới. Chư Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy đều tu hạnh của Phật. Nếu không như thế tôi không ở ngôi chánh giác. Nói chung là tất cả mọi thứ, từ cái hương thơm cũng giúp cho hàng Bồ Tát có thể tu tập được,
chứ còn ở đây mà hương thơm là để sa đọa thôi, phải không? Chúng ta đi đâu mà trang điểm make up lên rồi xịt 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 một chút đó, thế thì tất cả những hương thơm của cái cõi này mang tính chất của dục vọng, lôi kéo, sa ngã, làm cho điêu đứng khổ sở người khác. Nhưng mà đối với tất cả hương của trên cõi nước này thì đều mang đến giá trị của sự an lạc giải thoát hết. Nói chung là nói về một thế giới mà tràn đầy những cái đẹp đẽ, mọi vật liệu ở nơi cõi này đều là trang nghiêm vô lượng chất báu. Vàng, bạc, sa, cừ, mã, não, san hô, hổ, phách, trân châu, đẳng, đẳng là vân vân. Đẳng bảo có nghĩa là tất cả nhiều cái chất báu nữa, chứ không phải là chỉ có là san hô, hổ, phách, trân châu, mã, não, sa, cừ, lưu ly, pha lê đâu. Không phải chỉ có vậy, tất cả những chất báu nữa. Nói chung là một thế giới quan sát, một thế giới tuyệt vời. Mà cái thế giới đó mình không có thể dùng bằng lời được, là tại vì mình chưa tới đó, mình không có hình dung ra được chỗ đó nó như thế nào đấy, nên không thể dùng cái ngôn từ của mình để diễn tả được. Mà Ngài nói mình nghe thôi, mình chịu vậy thôi. Phật dạy con không biết vậy, con chưa tới đó cho nên là con chịu. Nguyện thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới của mười phương được quang minh của tôi chiếu đến thân tâm của họ, thời thân tâm họ đều dịu nhẹ nhàng hơn chư thiên. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Đó là nói tới oai lực của Phật, được tất cả học theo Phật và được Phật hóa độ. Nếu như lúc đó cần Ngài giúp đỡ một cái gì đó trên phương diện tu tập thì Ngài liền giúp đỡ và đạt được sự an lạc và thảnh thơi đó ngay lúc đó. Nguyện thứ 34, nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn, cùng các môn tổng trì, môn thâm tổng trì, thời tôi không phải ở ngôi chánh giác. Thứ nhất là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là gì? Nhẫn, chúng ta có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Chỉ nhẫn không ha, thường chúng ta nghe đó hả, yếu tố của nhẫn. Mình sẽ học yếu tố này. Nhẫn gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thế thì sanh nhẫn có nghĩa là đối với những chúng sanh hữu tình, nó có tình thức mà chúng ta nhẫn. Ví dụ đối với con người của chúng ta này, người nói chuyện với người, người bằng lòng với người, người không bằng lòng với người mà mình nhẫn nhịn thì gọi là sanh nhẫn. Nó nói trái một tiếng, nó nói phải một tiếng, nó nói sai sự thật vân vân mà mình nhẫn được thì là gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn có nghĩa là nhẫn với tất cả những cái yếu tố của vô tình. Vô tình có nghĩa là gì? Thời gian, chỗ ở, nơi chốn mình có thể nhẫn được. Ví dụ như ngày hôm nay ở trong đây nó lạnh quá mà sư cô không có chịu mở hít, cho nên nó lạnh quá trời đi, khó chịu trong người quá. Thế thì khi mà có bực bội khó chịu trong người nó khởi lên do vì cái yếu tố của lạnh thì nhẫn nhịn được. Thì cái nhẫn nhịn này gọi là pháp nhẫn. Đó, mình đi ra cửa mình vấp đá nó đứt mất tiêu cái móng chân, nó rớt cái móng chân mất tiêu, đau quá nhưng mà lúc đó mình sực nhớ lại, ồ đây là chúng sanh vô tình và mình nhẫn được yếu tố đó, mình không khởi lên cái giận hờn, không có chửi cha mắng mẹ còn đá. Có khi là hồi nhỏ mà con cái nó vấp một cái cha mẹ đập cái đó, phải không? Để làm chi vậy? Để giảm đi cái cơn giận của đứa bé. Thế thì coi chừng chúng ta cũng giống như đứa bé kia, dẫu lớn tuổi như vậy nhưng mà lỡ đâu mà ra vấp cục đá một cái là cũng sân si đứa cái hòn đá đó nghe, phải vậy không? Thế thì rõ là hòn đá nó là vô tri, nhưng mà chúng ta đây là vẫn có niềm sân trên yếu tố của vô tri đó. Cho nên là đối với những cái điều này thì mình phải là đó, mình phải làm pháp nhẫn. Chùa không có bậc kinh, mình phải đậu xa thật là xa cái chỗ kia để mà mình đi lại. Thế thì mình đậu đằng kia mình đi lại đây, nhưng mà nếu không patient thì mình lại sân tâm sân hận, tại sao nó đi xa như vậy. Yếu tố đó là pháp nhẫn. Rồi vô sanh pháp nhẫn là sao? Tức là không sanh ra cái yếu tố nhẫn,
không nghĩ rằng mình phải nhẫn người này, mình phải nhẫn người kia. Mình sống với một cái không cần phải nhẫn nữa mà vẫn thông thoáng bình thường, không có ý niệm về sanh nhẫn và pháp nhẫn luôn, mà chúng ta vẫn có thể thanh thản, an nhiên, tự tại giữa vô vàn cái đau khổ, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Được chưa? Thế thì tất cả những cái yếu tố này đây cần phải tu tập rất là nhiều. Cho nên á, nếu mà ở vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương nghe được danh hiệu tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn á, của cùng các môn tổng trì, tổng trì nghĩa là thâu nhiếp tất cả, thời tôi không có ở ngôi tỉnh giác. Cho nên lên đó tu tập rồi thì yếu tố này cần phải luyện tập sự nhẫn, mà sống trong cái thế gian này thì không có thể nào không nhẫn được. Ở đây là ta bà là kham nhẫn, mà thế giới này gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn, tại sao phải kham nhẫn? Tại vì không ai làm mình vừa lòng hết, mà mình muốn thành tựu thì mình phải chịu đựng, gọi là kham nhẫn. Xin thưa là tự bản thân ta có làm cho mình vừa lòng không? Mà mình không làm cho mình vừa lòng nữa thì ai làm cho mình vừa lòng? Không ai làm cho mình vừa lòng được hết. Thế thì tự thân nó là có yếu tố này. Nguyện thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương vui mừng tin mến pháp Bồ Đề Tâm, pháp cái tâm Bồ Đề, nhàm chán thân gái, nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân nữ nữa đó, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Các vị thấy cái thân tướng của người nữ đó, nó có nhiều cái bất tiện hơn người nam đúng không? Và sanh ra cái thân nữ cũng như là cái tâm tánh của cái người nữ đó, rõ ràng nó bất tiện hơn người nam rất nhiều. Và cái sự bám víu, bám chấp của người nữ cũng nặng hơn người nam rất nhiều. Cho nên yếu tố này là để chúng ta cải biến hết tất cả cái ở bên trong, để người đó sẽ xuất hiện một cái thân tướng của người đàn ông, người nam, tức là mang cái thân tướng của đại trượng phu đó. Tức là tất cả các Phật không có bóng dáng của người nữ, mà nếu mà hiện thân nữ á, xuất hiện trong thân nữ á, mà các Phật xuất hiện á, là chỉ vì hạnh nguyện thôi. Cho nên thân tướng của nam tử là có phước báu vô cùng. Ở đây thì chỉ có ít nam tử mà nhiều nữ nhân, thì cũng là một điều rất là dễ hiểu. Là tại vì sao? Nam tử thì ý mình có phước báu rồi, cho nên không cần phải tu tập tiếp. Nên thì ít bữa nữa đây các đàn ông trở thành đàn bà hết, và tất cả những người phụ nữ thì trở thành đàn ông. Và khi chúng ta khổ, chúng ta mới đi tìm phương thuốc giải khổ. Khi chúng ta bệnh, chúng ta mới đi tìm thuốc để trị bệnh. Còn chúng ta ý chúng ta mạnh khỏe rồi thì không cần đi check up. Giống như chúng tôi vậy đó, thấy mình không có bệnh gì hết, cho nên từ ngày qua Mỹ tới giờ chẳng có đi bác sĩ để mà kiểm tra cái gì hết trơn á. Nhưng mà chắc chắn cũng một ngày nào đó cũng sẽ phải đi để coi nó có lòi ra cái gì không. Nguyện thứ 36, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là đã lên trên đó rồi vẫn phải tu phạm hạnh. Ở đây cũng tu mà lên trên cũng tu, chứ không phải lên trên đó rồi là nhẫn nhơ. Được chưa? Không phải lên trên đó là hoàn toàn sung sướng đâu mà tu chết bỏ đó. Lên trên đó vẫn phải tu phạm hạnh. Thế bây giờ tu ở đây hay là đợi lên trên đó mới tu? Đừng bao giờ chờ đợi lên trên đó mới tu. Phải tạo cơ hội tu ở đây để có hạt nhân mà lên tiếp tục trên đó. Mà lên trên đó rồi chưa phải thành Phật mà tu tiếp. Nguyện thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi cúi đầu đảnh lễ năm vóc xuống đất, vui mừng tin mến tu Bồ Tát hạnh. Thời chư thiên và người đều cúng, đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như thế, thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Thì rõ ràng như vậy thôi. Nếu mà tất cả chư Bồ Tát tu cái hạnh ở trên cái cõi Tây Phương Cực Lạc thì đều được chư thiên loài người xưng tán ca ngợi hết. Nguyện thứ 38, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, nếu muốn có y phục, thời y phục
đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà đến ở trên thân. Còn nếu phải cắt, phải may, phải nhuộm, phải giặt thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Nói chung là dùng cung bậc của phàm phu ha, để chúng ta đo thì không có đúng đâu. Cho nên lên trên đó là tự đại, vô ngại, tất cả mọi thứ đều như ý nguyện hết. Muốn cái gì là có, tâm nguyện của người đó đều được thỏa mãn. Nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân thiên trong cõi nước của tôi hưởng thọ sự sung sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Lậu tận tỳ kheo có nghĩa là sao? Là vị đó không còn lậu là rơi rớt. Lậu là rơi rớt, là hạt giống ha. Tận có nghĩa là diệt trừ. Vị lậu tận tỳ kheo có nghĩa là vị này không còn tất cả những cái gì mà còn rơi rớt trở lại, tức là hạt giống của phàm phu rơi rớt trở lại. Cho nên đối với những vị này thọ dụng sự này, các cái sự vui sướng này, nhưng mà các vị này không được, không có bám víu. Thọ nhận tất cả vàng bạc lưu ly sa cừ mã não săn hô hổ phách trân châu đẳng bảo, tất cả các thứ báo đó, y phục trang nghiêm muốn thì có liền, nhưng mà các vị này không hề bám víu và thích thú. Vị này đã đoạn tận tất cả những yếu tố của sự tham dục đó. Mà nếu đoạn tận tất cả yếu tố của sự tham dục rồi thì có thấy nó tốt đẹp, có thấy nó khiêu khích lòng tham không? Không. Chính vì cái yếu tố đó mà được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên ở trên đó rồi, mà nếu như chúng ta sử dụng mà không còn ham thích nữa đó, thì lúc bây giờ mình thấy nó ngon quá, nó đẹp quá, nó tốt quá, nó mỹ miều quá không? Nó vượt hẳn ra yếu tố của sự đối đãi. Thấy không? Đối đãi tốt, xấu, đẹp, không đẹp, sang trọng hay là không sang trọng, và tất cả đều thoát ra khỏi hết. Nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước của tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của các chư Phật mười phương, thời liền được thấy rõ cả những cây báo đúng theo ý muốn, như thấy mặt của mình ở trong gương. Nếu chẳng như thế, thời tôi chẳng ở ngôi chánh giác. Rõ ràng là vị này đã có được cái thiên nhãn minh mà có thể nhìn ra hằng hà xa quốc độ, cho nên có thể thấy được rất là xa của các chư Phật, của các mười phương. Nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới mười phương, thế giới phương khác, nghe danh hiệu của tôi, từ đó nhẫn tới lúc thành Phật mà các căn còn thiếu sáu, thời tôi không phải ở ngôi chánh giác. Rõ ràng đây là phước báo. 32 tướng tốt rồi thì người đó từ cái khi mà vãng sanh về cái thế giới của ngài rồi, tu tập rồi cho đến ngôi, cho đến khi thành bậc chánh giác, thì không có bất tất cả những cái tướng của thiếu sót của phàm phu, kể cả lục căn hoàn cụ ha, không có thiếu sót bất cứ một yếu tố nào hết, và thân tướng rất tốt đẹp. Cho nên nếu mà ở cuộc đời này mà quý vị có thân tướng tốt đẹp thì chứng tỏ rằng mình có phước lớn, và lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý được đầy đủ, tất cả chúng ta không có ai bị khiếm khuyết cái gì. Rồi người ít bệnh thì phải biết được rằng đó cũng là phước báu của đời mình luôn. Nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội, tức là không còn tất cả những cái sự bám víu nào trong thân và trong tâm của mình còn rơi rớt hết, gọi là giải thoát tam muội. Trụ nơi tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghì chư Phật Thế Tôn. Người này cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn không có ngăn ngại. Tại vì sao? Tại vì tâm lượng của người này là trụ trong cái giải thoát tam muội, không còn cái yếu tố của sự bám víu nào cả, và không còn sự hạn lượng nào hết, cho nên có thể thực hiện cái hạnh nguyện xả ly một cách rộng lớn. Cúng dường vô lượng bất tư nghì chư Phật Thế Tôn. Bất tư nghì có nghĩa là không thể kể hết, vô lượng không thể kể được chư Phật Thế Tôn, mà vẫn không mất cái chánh niệm của mình, an trụ trong chánh niệm mà làm những công việc đó. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung sát thác sanh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Ở trong mười phương quốc độ, nếu mà chúng ta nghe được danh hiệu này ha, và sau khi mạng chung được thác sanh vào nhà tôn quý, nếu chẳng như vậy, thời tôi có ở
thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Vì thế mà bây giờ đây á, khi mà chúng ta nghe danh hiệu của Phật á, đôi khi mình lầm tưởng là chỉ có nghe không thôi, rồi chúng ta không cần tu tập mà đi vào yếu tố của sự vãng sanh. Nhưng mà vãng sanh này ở nhà tôn quý ở đây, nhưng mà vẫn còn yếu tố của sự tham dục, vẫn còn sự sân hận, vẫn còn sự si mê. Do có phước báu niệm Phật mà được sanh ra vào thế giới tôn quý, hoặc là vào cái nhà tôn quý này thôi, nhưng mà tất cả những kiến sử phiền não họ vẫn còn. Cho nên có thể nói được rằng anh niệm Phật, anh có chút ít công đức hữu lậu. Có thể anh được chút ít hữu lậu, anh vãng sanh sau khi chết, anh được chút ít, đó là sanh vào thế giới có nhiều cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà rõ ràng chưa phải là yếu tố của giải thoát rốt ráo viên mãn đâu. Nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu của tôi thì vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh trọn đủ công đức. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Tất cả nãy giờ chúng ta đã lặp lại yếu tố này, tu Bồ Tát hạnh, tu tất cả các công đức là điều hết sức căn bản. Nguyện thứ 45, nếu tôi thành Phật, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu của tôi đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi cho đến khi thành Phật, thường thấy được vô lượng bất tư nghị chư Phật. Nếu chẳng như thế, thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Tức là trụ ở nơi cái đẳng, phổ là khắp, mà đẳng là bằng, không có chênh lệch. Phổ đẳng tam muội tức là tâm của mình đều đồng đẳng, đều bình đẳng, không có chênh lệch. Đấy, trụ nơi tam muội này tức là cái định, tam muội gọi là định á, cái định không có tất cả những yếu tố của sự lên xuống vọng động hay là thối lui. Nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế, thời tôi chẳng có ở ngôi chánh giác. Ngày hôm nay thì cũng dễ lắm, mình ở cái thế giới này muốn nghe pháp nào thì lên YouTube thôi, phải không? Và lúc đó chúng ta tha hồ mà chọn lựa nghe một bài, rồi á, cái vị này đây ở đâu không thích nghe nữa, quẹt qua một bên là có vị khác, đúng phải không? Thì chúng ta đang ở cái thế giới là cũng tương tự giống Cực Lạc, phải không? Đó, và mình lựa chọn giáo thọ, và đôi khi chúng ta vừa làm vừa nghe, vừa ngủ vừa nghe, nghe xong là cũng như không nghe. Cái quan trọng là ở chỗ đó đó, mình cắt công, mình tìm, mình kiếm, mình nghe, nhưng mà nghe rồi cuối cùng cũng như không nghe thôi. Tức là nước đổ đầu dịch hay là nước đổ lá môn, mà không để lại cái tì vết gì trong thân tâm của mình hết. Chỉ nghe là để nghe, nghe cái tiếng ồn đó thôi, nhưng mà nghe xong rồi thì không nhớ cái miếng nào ở trong đầu hết trơn. Tại vì nghe không phải chú tâm để học, nghe không có chú tâm để giữ lại, mà nghe chỉ để nghe trong khoảng thời gian trống thôi. Thế nghe như thế đó thì chưa phải là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Ngoài một nghĩa ra nữa, thanh có nghĩa là sự thanh lọc, thanh lọc từ nơi yếu tố của nghe đó, cảm nhận, học hỏi, đạt được từ nơi cái nghe kia. Nhưng mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta quên mất, nghe không để lại tì vết gì luôn, không để lại tì vết gì trong tâm mình hết, không dính miếng nào hết trơn á. Thế thì chúng ta coi thử coi là một ngày chúng ta nghe pháp được bao nhiêu lần, nhưng mà cái nghe đó còn dính dáng, còn sót lại gì trong lòng của chúng ta qua một bài pháp đó không? Có học được gì nên một cái bài pháp đó không? Một câu chuyện đó không? Và ứng xử trong cuộc sống của chúng ta có theo như điều đó hay không? Đó mới là nghe pháp. Còn nếu không, chúng ta nghe xong rồi cũng giống như không nghe vậy thì thôi, nghe thì một câu, dùng thời gian đó để làm công việc khác, nó hữu ích hơn. Nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không có ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là lên trên cái đất nước của Ngài rồi đó, thì lúc bấy giờ tâm đã rất là kiên cố, rất là định tĩnh. Cho nên bất thối chuyển là sao? Là không có thối lui, là không có rút lui, là không có từ nan, không có bỏ cuộc. Tới đó rồi, người nào phải kiên cố lắm mới lên được trên đó. Mà hàng nào lên được thì kẻ đó là đã kiên định vô cùng. Người đó không còn thối chuyển, không còn trở lại. Tất cả những cái thân tướng, hồi nãy chúng ta đã nói cái yếu tố của câu 1, câu 2 đó,
lời nguyện 1, lời nguyện 2. Rõ ràng rất khó. Nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật Pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi cũng không ở ngôi chánh giác. Có nghĩa là liền được cái bất thối chuyển, chỉ nghe được âm hưởng của Phật thôi, mà sanh ra cái sự tin tưởng lúc bấy giờ đây thì sẽ đạt được cái bất thối chuyển, tức là không còn yếu tố của sự quay trở về, quay trở lại cái cõi nhân gian này để mà bị sanh tử luân hồi, bị thọ hưởng tất cả những cái dục lạc nơi trần gian. Thế thì 48 lời nguyện này đây quan trọng vô cùng. Thế thì chúng ta tu tập như thế nào trên 48 lời nguyện này? Tất cả đều được xác lập tại đây bây giờ. Không phải là chỉ có đơn giản niệm một câu, niệm hai câu, niệm ba câu rồi nói được rằng tôi đã có gieo đủ hạt giống thì xin thưa chưa đâu. Cố gắng phấn đấu hơn nữa, ngoài cái việc chúng ta chỉ có niệm Phật, mình còn phải học hỏi Phật Pháp, phải tu thân, tu khẩu, tu ý, làm tất cả các phước lành, gieo tất cả những cái công đức, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, phải tích phước tiện duyên tài bồi công đức, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Nói chung, tất cả mọi thứ đều trọn đủ trong 48 lời nguyện này hết, kể cả thập hạnh phổ hiền cũng có luôn, cũng nằm hết trong này. Cho nên có thể nói đây là cái pháp môn dung thông. Dung thông là sao? Nghĩa là nó thâu tóm, thâu tóm tất cả, kể cả định vẫn phải có. Bất thối chuyển mà, anh phải có đạt được yếu tố tam muội. Tam muội tức là định đó, tức là anh phải tu giới, tu định thì lúc bây giờ trí tuệ mới phát sinh. Cho nên không có đơn giản mà chúng ta chỉ có nghe qua không thôi, mà mình chỉ có dựa trên cái ngôn từ như thế. Nhưng mà dù có hơn không nha, nếu như người nào mà không có thể nhập được những cái yếu tố cao sâu hơn thì chúng ta cứ hãy tùy theo căn cơ trình độ của mình cầm sâu chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật ban đầu thì nó còn vọng động lung tung hết. Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà chìa khóa đâu rồi, tìm để chỗ nào rồi, đúng không? Mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà được có một cái là cái miệng của chúng ta lúc đó nó sẽ thanh tịnh, có nghĩa là nó nghĩ tới cái miệng này, nó không có nói tầm bậy mà nó chỉ niệm Phật thôi. Thế rồi từ từ chúng ta tập quán tưởng, rồi tập hồi hướng để cho lòng của mình mở rộng ra, vân vân, để tích tụ tất cả những công đức nữa, thì cái đó là điều mà rất là chân thật trong cái đời sống của chúng ta đây. Thì hy vọng rằng quý vị có thể chọn những cái pháp môn để mà thích hợp cho chính bản thân mình. Sau khi lựa chọn pháp môn đó rồi thì chúng ta phải sống chết để mà mình tiến tu trên cái phương diện trật pháp mà mình đã lựa chọn đó. Không có thì chúng ta dừng lại ở đây. Cầu chúc cho tất cả quý vị tinh tấn tu tập đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.